Thì chúng ta đều biết là trong 6 tháng đầu thì em bé của chúng ta hoàn toàn bú sữa mẹ thì rất là tuyệt vời rồi. Thế nhưng mà từ ngoài 6 tháng trở ra thì dù mẹ có nhiều sữa đi chăng nữa thì cũng không thể nào đáp ứng đủ được cái nhu cầu phát triển của trẻ. Bởi vì từ ngoài 6 tháng trở ra thì chúng ta đều biết là cái trọng lượng của em bé ít nhất là phải tăng gấp đôi rồi. Thứ hai là nhu cầu về cái khoáng chất cũng tăng lên rất là nhiều. Thế cho nên là cái thành phần của sữa mẹ lúc này không đáp ứng đủ được cái nhu cầu của trẻ, cho nên chúng ta bắt buộc phải cho trẻ phải ăn dặm. Thế thì ăn dặm của chúng ta đều biết hiện nay thì cái thực phẩm ăn dặm thì có rất là nhiều những cái thực phẩm, có cái nhiều cái cách ăn dặm khác nhau. Ví dụ như là bà mẹ của chúng ta có thể tự nấu các cái theo cái phương pháp truyền thống, có thể xay bột gạo này, thế hoặc là có thể nấu cháo này, hoặc là cho con ăn dặm chúng ta nấu. Thế nhưng mà cũng rất là nhiều khi là có những bà mẹ là cũng vì thời gian cũng không có nhiều. Thế rồi thứ hai nữa là cái sự tiện lợi của những cái loại bột ăn dặm sản xuất sẵn bây giờ thì cũng rất là thuận tiện. Mà hơn nữa thì những cái thành phần bột này thì người ta lại bổ sung thêm rất nhiều những cái dưỡng chất khác, thì tôi nghĩ là cũng là một trong những cái sản phẩm mà bà mẹ có thể bổ sung cho con vào cái bữa ăn dặm hàng ngày. Bởi vì là từ ngoài 6 tháng trở ra thì dù có cho bú mẹ hoàn toàn đi chăng nữa, mẹ có nhiều sữa đi chăng nữa thì cũng không thể nào cung cấp đầy đủ các cái chất dinh dưỡng cho em bé được. Và trên thực tế thì chúng tôi thấy là nếu như mà từ 6 tháng mà em bé không được ăn dặm thì nhiều khi em bé có thể phát triển cân nặng, chiều cao bình thường nhưng mà vẫn có thể thiếu các cái vi chất dinh dưỡng. Ví dụ như đặc biệt là thiếu máu này, rồi thiếu canxi này, có thể dẫn đến còi xương này, thiếu sắt này, có thể dẫn đến thiếu máu này, vân vân. Và em bé của chúng ta là tuy là và có rất nhiều cháu là không cung cấp đủ năng lượng nữa, thì thậm chí là có những cháu không được ăn dặm sớm đúng cái thời gian như vậy thì cũng có thể là chậm phát triển nữa. Thế thì cái bột ăn dặm hồng hoa này thì cũng được sản xuất từ những cái nguyên liệu giống như gạo tám thơm, gạo lứt, và đặc biệt là cũng bổ sung thêm một số các loại hạt, trong đó có những cái hạt cũng chứa nhiều các axit béo omega 3 và omega 6, ví dụ như là hạt óc chó, hạt hạnh nhân, thế rồi hạt điều và các loại đậu đỗ nữa, thì cũng là cái nguồn cung cấp thêm protein cho trẻ. Thế cho nên là tôi nghĩ là các bà mẹ ngoài những cái bữa chúng ta đương nhiên từ 6 tháng trở đi thì các cháu vẫn là bú mẹ, thế nhưng mà chúng ta bắt đầu tập cho cháu ăn dặm, và chúng ta cũng có thể bổ sung thêm những cái bữa ăn dặm bằng những cái loại bột giàu cái chất dinh dưỡng như vậy, thì sẽ cung cấp cho em bé của chúng ta đầy đủ những cái dưỡng chất cần thiết, không những cung cấp đầy đủ chất đạm, chất béo mà còn cung cấp đặc biệt là các cái vitamin và khoáng chất và các cái axit béo omega 3, omega 6 trong các cái loại hạt như vậy, thì cũng sẽ giúp cho em bé của chúng ta phát triển rất tốt, đặc biệt là phát triển về trí não cũng như là phát triển về cũng như là cái hệ thần kinh của trẻ được phát triển tốt hơn. Và các cái vi chất dinh dưỡng cần thiết, ví dụ như là sắt để phòng ngừa thiếu máu, hay là canxi để phòng ngừa còi xương, và giúp cho em bé của chúng ta phát triển tốt cả về thể chất cũng như là cả về trí tuệ.